Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Accenter Rap nóng bỏng cùng với đồng bọn. Chiếc Accenter 35 dưới đây thật sự là mê người vừa cái nhìn đầu tiên, bởi thiết kế theo style Rap đầy mạnh mẽ và cá tính. Màu đỏ được chọn làm tông màu khiến em nó thật kỳ nổi bật và rất nóng bỏng. Bộ tem được design đầy tinh tế với những chi tiết được chọn lọc trên phần dàn áo ít ỏi còn sót lại, sau khi được loại bỏ khá nhiều để giảm đi cái sức cản gió của những cuộc đua. Nếu thấy đẹp thì anh em đừng ngại like cho em nó nhé. Accenter 35 Rush đầy cuốn hút mê hồn, nổi bật là cây bô EE Bang với cổ bô đầy gợi cảm. Đầu đèn pha nhường chỗ cho những chú gà vịt đầy bưu tính cùng với con số 46 huyền thoại. Dàn ghi đông nhôm phong cách Rush làm gợi nhớ tới những chiếc xe đạp năm nào. Xe đi bánh căm niền nhôm Racing Boy, vỏ nhỏ giảm đi trọng lượng và ma sát ở mức thấp nhất để có những cú đầy ba đầy kinh người. Góc này có thể thấy được cái bộ bơm nước điện, một phần không thể thiếu được những mẫu xe Rush hiện nay. Phục trước cũng được hạ thấp khá nhiều để tăng thêm độ bám đường. Bộ gác chân làm đơn giản đi cho phù hợp với cái tư thế ghi đồng của Rush. Phục dĩ nhiên cũng lựa chọn lại đầy cứng cáp ổn định hơn. Sên vàng đĩa nhôm góp phần vào tổng thể gọn nhẹ của chiếc xế. Dàn ghi đông loại bỏ đế để lộ phần sườn thật sự khiêu khích. Đĩa trước xài đĩa Rebel Thái, ống nước Samco Sport trang trí cho chiếc xe. Dây trước là về của chiếc Novo LX, thon gọn hơn về nguyên bản. Chiếc xế đen so dáng cùng với đồng bọn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.